Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn của anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ 5 sau Chúa Nhật thứ 15 mùa thường niên. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa, hãy mang lấy gánh của Chúa và hãy nghỉ ngơi bên Chúa, thì sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng, vì ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Để tâm hồn của chúng ta được nghỉ ngơi và được bồi dưỡng. Vâng thưa ông bà, anh chị em, ở đây chúng ta có thể nói đến những điểm chính trong bài tin mừng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra cái hình ảnh cái ách và cái gánh. Cái ách có lẽ là quý ông bà anh chị em nào ở vùng nông thôn mà làm ruộng rẫy thì chúng ta sẽ thấy có những cái ách đặt trên cái vai của những con vật như con bò hay con trâu để nó kéo cày, kéo xe hay kéo những đồ vật. Cái ách đó được đè trên vai của những con vật đó để cho nó kéo những đồ vật đó, nó nặng hay nó nhẹ. Còn cái gánh thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những người gánh hàng rong hoặc là những người gánh đồ vật vân vân, dùng cái cây như là cây tre hai đầu, người ta sẽ gánh hai đồ vật hai đầu. Và đó là những cái phương tiện rất thô sơ trong vấn đề di chuyển hoặc là khuôn vác vân vân. Và Chúa Giêsu mời gọi cho những ai mang những cái ách, những cái gánh mà nặng nề đó. Thế thì cái ách và cái gánh nặng nề theo nghĩa đen chúng ta vừa hiểu, nhưng đối với một cái nghĩa bóng, đó là cái ách, cái gánh đó chính là những lo toan, những nhọc nhằn, những tương quan về tâm hồn của chúng ta. Có lẽ cái ách, cái gánh mà con người của chúng ta phải mang lấy về thân xác, nó có thể nặng nề đó, nhưng cái ách, cái gánh mà chúng ta phải mang lấy về tâm hồn của chúng ta mà nặng nề thì nó khổ sở biết bao. Chính vì thế mà Chúa Giêsu muốn mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề, vất vả, đau khổ trên cuộc đời của mình, nào là những vấn đề của đời sống gia đình, tương quan vợ chồng với nhau, nào là những vấn đề của vấn đề cha mẹ giáo dục dạy dỗ con cái, là những gánh nặng của xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy biết bao nhiêu những vấn đề, nào là những vấn đề kinh tế gia đình, làm sao cho nó đủ cái số tiền để nuôi gia đình, cho con cái ăn học, lo toan đủ thứ hết. Rồi biết bao nhiêu những vấn đề mà con người ngày hôm nay phải đối diện, thì Chúa Giêsu nói đó chính là cái ách, đó chính là cái gánh. Mà cái ách, cái gánh đó đôi khi nó làm cho con người ta rất khổ sở. Mà như vậy thì cái ách, cái gánh đó hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến trao vào tay Chúa. Hãy đến với Chúa, được nghỉ ngơi bên Chúa. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta được tâm hồn, được bồi dưỡng, được bình an, được hạnh phúc. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được mọi chuyện, nhưng chính cái nghĩ chúng ta được làm mọi chuyện nó làm cho cuộc đời của chúng ta mệt mỏi, chán nản, có khi thất vọng, có khi chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta không có ý nghĩa nữa.
Và đó chính là những cái ách, những cái gánh rất nặng nề. Cách đây mấy tuần, chúng tôi đã tiếp xúc với một gia đình. Một gia đình đến chia sẻ với chúng tôi, họ đang phải suy nghĩ, lo lắng rất nhiều. Bây giờ đã có 3 đứa con, mà bây giờ lại mang thêm thai lần thứ 4 nữa. Người ta đang lo lắng, nếu tiếp tục sanh thế này thì mất công ăn việc làm. Và sẽ không có đủ tiền để nuôi dưỡng con cái ăn học cho nó tốt. Mà nếu phá thai đi thì phạm tội. Cho nên họ đã đến, họ xin chia sẻ với chúng tôi, và họ nói là họ không thể giữ được. Và thưa ông bà anh chị em, đó là một cái ách, là một cái gánh. Tôi có phân tích cho họ nghe, họ hiểu. Cái của ăn, cái việc làm của chúng ta cũng cần đó. Nhưng nếu chúng ta có của ăn, có việc làm đó, nhưng mà tâm hồn của chúng ta mất bình an, mất hạnh phúc, thì cái điều đó sẽ làm cho chúng ta phải day dứt và đau khổ suốt đời. Chúa Giêsu hãy nói là mang lấy ách, tức là giáo lý của Chúa, mang lấy gánh, tức là lề luật của Chúa, thì nơi đó họ sẽ được bình an, nơi đó họ sẽ được hạnh phúc, nơi đó họ mới có thấy được cái giá trị tình yêu mà họ dành cho nhau. Thì thưa ông bà anh chị em, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Và như vậy thì họ mới có thể thấy được cái giá trị trong cuộc sống của họ mỗi ngày nó hay hơn. Còn ngược trở lại, chúng ta thấy nếu như họ chỉ coi của cái vật chất mà để cho tâm hồn người ta cứ day dứt từ năm này qua tháng khác, mà mình phải phạm một cái tội rất lớn, thì cuộc sống của họ cũng bất an và cảm thấy nó day dứt suốt đời. Chính vì thế mà ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, với tất cả những người đang khó nhọc, với tất cả những người đang vất vả, với tất cả những người đang trong cuộc sống của mình lam lũ, đau khổ về thể xác cũng như đau khổ về tinh thần, chúng ta hãy đến để được nghỉ ngơi bên Chúa, được chính Chúa bồi dưỡng, lời của Chúa hướng dẫn cho chúng ta, làm cho chúng ta được hạnh phúc. Amen.